Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Light Finance. Bất cứ một trader nào chúng ta cũng muốn thành công trong giao dịch. Để làm được điều đó thì ngoài việc tìm hiểu những hệ thống phân tích kỹ thuật, nhiều người đã chọn áp dụng quy tắc 3P. Bộ quy tắc này bao gồm Psychology, Persistence, Perspective, hy vọng rằng sẽ giúp các trader hoàn thiện hơn những khâu cuối cùng và giao dịch thật hiệu quả hơn. Đó là tâm lý giao dịch. Quy tắc đầu tiên là Psychology, tâm lý. Trong trading có một điều mà các bạn thường không để ý đến, đó là giao dịch sẽ chỉ hoạt động tốt khi bạn có tinh thần tự kỷ luật, luôn tuân theo các nguyên tắc trong hệ thống giao dịch, thậm chí ngay cả khi bạn vừa mới trải qua một giai đoạn thua lỗ. Hãy lưu ý rằng thay vì thường xuyên thay đổi hệ thống giao dịch của bạn khi thua lỗ, bạn nên tự xác định sai lầm của mình, tìm hiểu rằng tại sao bạn đang thực hiện những điều này và sau đó đưa ra một kế hoạch để khắc phục. Đó sẽ là yếu tố kiên quyết để đạt được thành công. Tâm lý là yếu tố quan trọng và có tác động lớn đến sự nghiệp trading của bạn. Để rèn luyện tâm lý ổn định, bạn cần phải trải qua quá trình tôi luyện lâu dài để tạo ra tư duy tích cực và bình tĩnh trước những biến động của thị trường. Đây không phải là điều dễ dàng, nó cần thời gian, nhưng trước hết bạn cần phải hạn chế cảm xúc khi giao dịch. Đừng cố gắng gây áp lực cho bản thân để thay đổi trong nháy mắt. Hãy tự thưởng cho những hành vi giao dịch tốt và tự phạt cho những hành vi giao dịch xấu của bản thân. Đây là một kỹ thuật điều hòa não bộ để có thể giúp tiềm thức của bạn hành động theo đúng cách mà bạn mong muốn trong giao dịch. Quy tắc thứ hai, persistence, kiên trì. Điều này không chỉ giúp bạn thành công trong giao dịch mà còn thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Giao dịch không phải là một kỹ năng có thể được hình thành chỉ trong một ngày. Hãy nhắc nhở bản thân rằng giao dịch là một kỹ năng giống như bạn lái xe hơi vậy và cần liên tục làm việc với nó cho đến khi bắt đầu trở thành một quá trình tự nhiên. Rất nhiều người mới sẽ cảm thấy chán nản và từ bỏ giao dịch vào những ngày đầu khi cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn. Đó là một trong những lý do khiến hầu hết các trader mới đều thất bại. Để thành công trong giao dịch, bất cứ ai cũng cần phải tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng đặt lệnh. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, kinh nghiệm cũng đều sẽ đưa bạn vào một vị thế mạnh mẽ hơn. Quy tắc thứ ba, perspective, thực tế. Bản chất của ngành công nghiệp này là chúng ta đang liên tục bị bắn phá bởi những câu chuyện về lợi nhuận kỳ diệu, những chiến lược không bao giờ thua lỗ và các nhà giao dịch luôn đạt tỷ lệ phần trăm với 3 chữ số. Tuyệt vời, những điều này sẽ luôn ở xung quanh chúng ta. Nhưng thay vì so sánh bản thân mình với những câu chuyện này, hãy so sánh bản thân mình với thực tế. Hãy so sánh mức lợi nhuận tiềm năng của bản thân so với mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng. Xem mức tăng trưởng vốn của bạn so với tài sản hiện tại như thế nào. Bằng cách này, bạn sẽ bắt đầu thấy mức lợi nhuận 3% mà bạn đã thực hiện vào tháng trước là một kỳ tích. Lãi suất ngân hàng ở nước ngoài thường dưới 3%. Khi bạn đối diện với thực tế, bạn bắt đầu cảm thấy giao dịch là tuyệt vời bởi vì bạn thấy bạn đang làm tốt như thế nào so với tất cả những loại đầu tư khác và nó sẽ giữ cho suy nghĩ của bạn luôn luôn tích cực. Tóm lại, hãy giữ nguyên tắc 3 chữ P này gần với kế hoạch giao dịch của bạn, đưa chúng vào một hệ thống giao dịch của bạn và hãy luôn ghi nhớ rằng tâm lý giao dịch là yếu tố quan trọng nhất. Chúc các bạn có một ngày thật tuyệt vời và một tuần giao dịch thật tốt. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video lần sau.